Chương 01. Một vệt ánh sáng. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Kiếm Châu, Lăng Thiên Sơn Mạch, Thanh Vân Kiếm Tông. Nơi này dãy núi chập trùng, kiếm phong san sát, cắm thẳng vân tiêu. Biển mây tiên hạt bay múa, hồng quang ẩn hiện, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ngự kiếm tu sĩ xuyên vân mà qua, thanh sam phần phật, tiên phong đạo cốt. Tiêu Nam đứng bên ngoài cửa tiểu thanh phong sườn đồi chi đỉnh, khẽ nhíu mày nhìn trước mắt cái này không chân thực một màn. Không nghĩ tới ta còn có thể có đây. Cơ duyên. Tiêu Nam vốn là Hồng Kỳ hạ thổ đất hoang dài thiếu tiên đội viên, bởi vì một trận ngoại ý muốn chết, không nghĩ tới lần nữa mở mắt, vậy mà đi tới tu tiên giới. Chỉ là... Tiêu Nam sửa sang lấy trong đầu ký ức, lông mày càng nhăn càng chặt. Cổ thân thể này nguyên chủ nhân cũng gọi Tiêu Nam, là Thanh Vân Kiếm Tông thường thường không có gì lạ ngoại môn đệ tử, luyện khí cửu trọng tu vi, hắn còn có cái thanh mai trúc mã, gọi Ly Tiểu Tiểu, cũng là ngoại môn đệ tử, đồng dạng luyện khí cửu trọng. Lúc đầu hai người tám lạng nửa cân góp một đôi, không nghĩ tới nửa đường giết ra trong đó môn tiên nhị đại, ngang ngược không lưu tình, hoành đao lại đoạt yêu. Ly Tiểu Tiểu tại viên đạn bọc đường hạ không có kiên trì bao lâu liền cử đi cờ trắng, về sau nàng ngay tại tiên nhị đại trợ giúp hạ cấp tốc trúc cơ tiến vào nội môn, cũng cùng tiên nhị đại trở thành đạo lữ, song túc song phi. Tiêu Nam tức không nhịn nổi, muốn đi vào nội môn tìm đôi này giả uyên ương tính sổ sách, thế là hốt hoảng trúc cơ, kết quả chuẩn bị không đủ, trúc cơ thất bại, cho nên cảnh giới bị hao tổn, nguyên khí đại thương. Loại này thương thế không phải thiên tài địa bảo không thể trị, Tiêu Nam tự biết trúc cơ vô vọng, cuối cùng lựa chọn từ treo đông nam nhánh. Khụ khụ. Tiêu Nam sờ lên sưng đỏ yết hầu, linh khí thúc giục, đem trong cổ vết động tan đi, cảm khái nói, người trẻ tuổi vẫn là quá non nớt, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu còn phải mang một ít lục a. Tiêu sư huynh. Giá trị lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên từ biển mây ở giữa truyền đến. Tiêu Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lục sắc kiếm quang đâm rách biển mây, thẳng tắp hướng hắn phóng tới. Thanh âm này. Tiêu Nam đôi mắt nhắm lại, dường như bị kiếm quang đâm đến, đau đớn khó nhịn, bất quá hắn vẫn là một chút nhận ra, khống chế đạo kiếm quang này chính là mình, thanh mai trúc mã, Ly Tiểu Tiểu. Nàng tới làm gì? Bổ đao. Vẫn là tình cũ chưa hết. Tiêu Nam tâm niệm thay đổi thật nhanh, con mắt đau đớn lại càng phát ra không chịu nổi, nhìn không được chảy xuống một hàng thanh lệ. Lục sắc kiếm quang vững vàng rơi vào sườn đồi phía trên. Ly Tiểu Tiểu nhảy xuống phi kiếm, đỏ sam lục váy lụa trong gió cổ vũ, lộ ra một đoạn trắng nõn bắp chân. Tiêu sư huynh. Sau khi hạ xuống Ly Tiểu Tiểu nhìn xem Tiêu Nam hai mắt đẫm lệ mơ hồ dáng vẻ, muốn nói lại thôi. Ly sư muội có chuyện không ngại nói thẳng, sư huynh chịu được. Tiêu Nam nghĩ giải thích ta nước mắt không phải vì ngươi mà chảy, nhưng loại sự tình này sẽ chỉ càng xóa càng hắt, dứt khoát không nhìn. Nhưng đôi này bản hiệu làm sao càng ngày càng đau đớn. Tiêu Nam đem con mắt hiếp thành một đường thẳng, ẩn ẩn nhìn thấy Ly Tiểu Tiểu đỉnh đầu tựa hồ có bạch quang lưu chuyển. Ly Tiểu Tiểu cúi đầu nói. Sư huynh hẳn là đều nghe nói đi, ta cùng nội môn Chương sư huynh kết làm đạo lữ sự tình. Tiêu Nam cố nén đau đớn, gật đầu nói. Sư huynh muốn chúc mừng ngươi. Sư huynh ngươi đừng như vậy. Ly Tiểu Tiểu chần chờ nói. Ta cùng Chương sư huynh kết làm đạo lữ, tuyệt không phải ham hắn trưởng lão chi tử thân phận, là bởi vì ta phát hiện cùng sư huynh ngươi. Chúng ta thật không thích hợp, sư huynh tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Nha! Tiêu Nam nhẹ nhàng trả lời. Ly Tiểu Tiểu hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Nam, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng Tiêu Nam biểu lộ lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, cái nào nhìn ra được bi thương chi sắc. Mà tại vẻ mặt này dưới, ngay cả trên mặt hắn kia hai hàng nước mắt đều lộ ra hư tình giả ý. Ly Tiểu Tiểu ánh mắt lộ ra xoắn xuýt vẻ không cam lòng, cuối cùng cắn răng nói. Đã sư huynh đều nghĩ thoáng, kia. Sư muội liền cáo từ, sư huynh khá bảo trọng. Dứt lời, Ly Tiểu Tiểu quay người nhảy lên phi kiếm, kiếm quyết bóp, gào thét mà đi. Ly Tiểu Tiểu sau khi rời đi, Tiêu Nam tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại, dùng nhẹ tay đặt nhẹ ma. Nhưng hai mắt đau đớn nhưng không có nửa phần yếu bớt, thậm chí càng diễn càng liệt, phảng phất có hai ngọn núi lửa tại hắn chỗ sâu trong con ngươi bộc phát, bắn ra cực nóng nham tương, muốn đem ánh mắt của hắn nóng chảy. Ta sẽ không cần mù a. Tiêu Nam hải hùng khiếp vía, vừa định triệu tập thể nội linh khí tràn vào hai mắt, này quỷ dị đau đớn lại chợt biến mất. Tiêu Nam chậm rãi mở mắt, cái này một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt phương thiên địa này không có một tia dị thường. Thứ đồ gì? Tiêu Nam xoa xoa con mắt, lại điều khiển linh khí đập vào mắt, thanh lương thông thấu, xác nhận không có trở ngại về sau, hắn mới thu thập tâm tình xuống núi, trong đầu cũng không ngừng hiện lên trước đó nhìn thấy kia xóa bạch quang. Tiểu Thanh Phong lâm sâm cây mậu, dòng suối róc rách, tuy là Thanh Vân Kiếm Tông ngoại môn chỗ, nhưng linh khí cũng tính là dồi dào, có xây chuyên môn bồi dưỡng hạ phẩm linh dược dược viên, trừ cái đó ra, trong núi chỗ hẻo lánh còn thường có kỳ hoa dị thảo, hấp dẫn một chút ngoại môn đệ tử tìm u thăm viếng. Tiêu Nam đường xuống núi bên trên liền gặp được không ít đồng môn thân ảnh tại rừng chỗ sâu ra vào, cùng đỉnh đầu bọn họ thượng lưu chuyển không nghĩ bạch quang, cùng tại Ly Tiểu Tiểu trên đầu nhìn thấy giống nhau như đúc. Là con mắt ta xảy ra vấn đề. Tiêu Nam kinh nghi bất định vừa đi vừa nhìn, thẳng đến nhìn thấy cái nào đó đồng môn đỉnh đầu lục sắc quang mang. Dựa vào cái gì người khác đỉnh đầu bạch quang, liền ngươi là lục? Chẳng lẽ ngươi cũng là có chuyện xưa người? Tiêu Nam thu hồi tạp niệm, bắt đầu suy nghĩ cái này chỉ riêng đến cùng là cái gì. Tiêu Nam nghĩ nhập thần, vô ý thức hướng kia đồng môn đi hai bước, còn chưa kịp làm cái gì, chỉ thấy lục quang kia bỗng nhiên tiêu tán, ngay sau đó liền truyền đến kia đồng môn tiếng kinh hô. Linh tâm thảo, là linh tâm thảo. Ta tìm được một gốc linh tâm thảo. Tiếng hô nhảy cẩn, tràn đầy ý mừng. Thanh Vân Kiếm Tông là Kiếm Châu đệ nhất đại tông, môn hạ đệ tử tính ra hàng trăm, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, bởi vậy những kia thiên tư đệ tử liền cần phục dụng một loại tên là tụ linh đan dược đến đề cao mình thổ nạp thiên địa linh khí tốc độ, mà linh tâm thảo chính là luyện chế tụ linh đan không thể thiếu một vị. Đem linh tâm thảo nộp lên ngoại môn, tối thiểu có thể thu hoạch được 2 khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Nam lại là đối kia linh tâm thảo nhìn như không thấy, hắn nhíu mày đứng tại ở một bên, nghi thần nghi quỷ. Lục quang, linh tâm thảo, trùng hợp vẫn là. Tiêu Nam trầm ngâm dưới, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tại bốn phía bồi hồi, quan sát những cái kia ở trong rừng tìm kiếm đạo lý đồng môn. Sau một lúc lâu, hắn liền phát hiện một tên khác đồng môn trên đầu bạch quang chuyển lục, không bao lâu, tên này đồng môn liền kích động từ dưới đất trút lên nào đó gốc linh thảo vào lòng, cả người cùng hoài xuân thiếu nữ giống như nhảy nhót mà đi. Bạch quang cũng không phải là cố định, lại biến thành lục sắc. Tiêu Nam bất động thanh sắc tiếp tục xoay quanh, không bao lâu, liền lại nhìn thấy một đồng môn đỉnh đầu bạch quang chuyển lục, đồng dạng, tên này đồng môn cũng rất nhanh mặt hiện xuân quang mà đi. Tiêu Nam tâm bình tĩnh cũng dần dần sóng cả mãnh liệt. Sẽ không sai, cái này lục quang biểu thị cơ duyên, mà lại chỉ có ta có thể nhìn thấy, kia. Vậy ta hoàn toàn có thể đi theo những người này đằng sau hỗn cơ duyên, thậm chí là tiệt hồ. Tiêu Nam thần sắc phấn chấn, nhưng ngay sau đó hắn liền nhớ lại mình cảnh giới bị hao tổn, không phải chân chính thiên tài địa bảo không thể trị, tiệt hồ những này đồng môn cơ duyên căn bản vô sự vô bổ. Nói cách khác, ta cần đại cơ duyên. Nghe trọn bộ tại metruyenaudio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.